ta trong cuộc sống đều cho rằng bò, gà, heo, vịt là những vật dưỡng nhân, tức là để phục vụ tất yếu cho mạng sống con người. Tuy nhiên, nghĩ như vậy thì có thật sự công bằng hay không khi tất cả mọi loài trên cuộc đời này đều khát khao sự sống? Trong đạo Phật, mọi loài đều có Phật tánh, đều có sự bình đẳng như nhau, cho dù là những loài sinh vật nhỏ bé nhất. Chúng cũng luôn muốn được sống, và con người chúng ta cần nên tôn trọng sự sống đó. Đã có những người vô tình hoặc cố ý sát hại sinh vật mà mang những khổ báo về sau này. Chùa Phước Hưng với diện tích khá khiêm tốn, trụ tại ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, có một vị trụ trì còn rất trẻ, Đại Đức Thích Minh Hòa. Năm 9 tuổi, thầy vô chùa để tu, làm chú điệu đến năm 13 tuổi, thầy xin sư phụ quay trở về nhà phụ giúp mẹ. Vì thấy mẹ bên ngoài sống khổ quá, phải chăn bò, chăn vịt, cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn, không đủ ăn. Về nhà, không biết làm nghề gì, nên mỗi đêm thầy đi soi ếch nhái, chích điện cá. Mùa khô không có cá, thầy đi soi nhái, bồ tọt, cốc nhái, bắt về, con nào mạnh chân quá thì bẻ giò, bẻ cẳng. Sau đó mẹ thầy mới cắt đầu, lột da, thì các chú ếch nhái vừa chắp tay vừa lại vừa run lẩy bẩy. Nhưng lúc đó không biết xót thương. Cá chích điện xong lựa ra, con nào lớn thì đem ra chợ bán, con nào nhỏ để dành ăn. Hai mẹ con thầy đã hành nghề này một thời gian và làm ba công ruộng để mua gạo kiếm sống. Sau đó thầy lên Sài Gòn làm thêm rồi quay trở về. Cảm thấy có gì đó sai trái ở nghề nghiệp nên mới phát tâm bồ đề. Hai mẹ con thầy hướng về Phật Pháp. Quả báo đến trước với thầy, bắt đầu là căn bệnh viêm đa khớp. Các khớp tay chân đều sưng lên hết, tưởng chừng như mất mạng. Sau đó bị mù mắt 3 tháng trời, các cơ khớp toàn thân đều đau nhức khủng khiếp. Thầy hiểu là do nhân quả của mình, bẻ giò bẻ cẳng ếch nhái, rắn chích điện đem bán, còn đâm mù mắt chúng. Căn bệnh khớp kéo dài 2-3 năm vẫn không chữa được, nên thầy quyết tâm trở thành một thầy thuốc cứu chữa cho mọi người. Hồi đó gây tạo bao nhiêu, bây giờ thầy phải cố gắng tạo nghiệp thiện lành để bù đắp cho quả báo được nhẹ đi. Giống như một nắm muối hòa vô ly nước uống không được vì quá mặn. Nắm muối đó hòa vô cái thau cũng còn mặn, nhưng nếu hòa vô một con sông thì nước không còn mặn, có thể dùng được. Nắm muối là tỷ dụ cho quả báo ác, ly nước là tích tiểu thiện, thau nước là tích trung thiện, còn sông nước là đại thiện. Việc thiện tốt lành càng nhiều thì quả báo nó vơi nhẹ đi. Tâm nguyện của thầy là giúp đạo cứu đời bằng hành trình đi tìm cây thuốc nam. Mẹ thầy thì do hồi trước cắt đầu ếch nhái đem ra chợ bán mỗi ngày 500 đến 1.000 con trong cả một thời gian dài, thì biết bao nhiêu là chúng sanh bị sát hại. Năm 2003, thầy đang tu ở chùa Minh Hải thì bà cụ ở nhà phát bệnh. Đang khỏe mạnh thì đột nhiên toàn thân bà rùng mình rồi run rẩy, tay chân co quắp, mắt mù cho đến thời điểm hiện tại. Thân bà cụ giống như con nhái lúc bị cắt đầu, cắt chân tay, lột da mà chết rất là khổ. Thầy hiểu nguyên nhân chín muồi, quả báo cũng đã đến với mẹ nên lấy làm thương xót, chỉ mong cho mẹ thầy nương theo Tam Bảo, đến cuối đời được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Từ kinh nghiệm bản thân, thầy khuyên các quý Phật tử nên ăn chay, phóng sanh, niệm Phật để quả báo, hậu báo của mọi người được tốt hơn. Còn như bây giờ, mình háo sát hay ăn thịt chúng sanh, thì từ bây giờ cho đến sắp lâm chung, nhân quả nó sẽ đòi. Thầy và mẹ thầy đã và đang trả quả là một bài học cho tất cả mọi người. Cần ý thức rằng cuộc sống ở thế gian này chỉ có 70-80 năm thôi, ăn được không bao nhiêu, rau cháo hay cao lương mỹ vị gì cũng qua một ngày. Thế nhưng nếu ta không sát sinh, ăn chay, nghiệp báo mình thọ lãnh tốt hơn. Khi ra đi, ăn lành hay không ăn lành thì nếu chịu khó quan sát sẽ biết ngay. Sau đó tái sinh về đâu? Cõi lành, trời, người, Atula hay dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh
đều do nghiệp thiện ác mình đã gieo. Nếu đã lỡ tạo tác sát sinh, ắt phải chịu quả báo. Nhân nào quả nấy tuyệt đối không sai chạy. Quả báo chắc chắn sẽ đến. Nhưng nếu bạn sám hối tu hành, ăn chay niệm Phật, tích cực hành thiện nhiều, thì quả báo ác có đến cũng nhẹ nhàng hơn. Vẫn phải báo chứ, không phải là không báo. Đó là điều thầy cần nhắc nhở mọi người nên cẩn trọng. Chuyện nhân quả, phóng sinh thú quý, quả báo tốt lành. Khi mới ra trường, tôi về công tác tại huyện Yên Châu, một huyện nghèo thuộc tỉnh Sơn La. Tại Yên Châu, thú rừng thường hay bị bắt để ăn thịt, đem bán hoặc nuôi chơi. Tính tôi thích động vật nên hay mua những con lạ về nuôi. Trước đây, do ở cùng gia đình nên có muốn nuôi cũng không được. Vả lại, trên thị xã Sơn La, chỗ tôi ở trước cũng không hay có thú rừng, nên với tôi, con gì cũng lạ. Tôi thường dặn học sinh, nếu thấy ở đâu bán thú rừng lạ lạ, thì báo lại với tôi. Tôi dạy môn nhạc, môn của tôi còn ít giáo viên. Thường tôi cứ dạy kỳ 1 dùng hết tiết cho xong sớm. Kỳ 2 đi tăng cường các trường khác, nên rất nhiều học sinh ở các trường là tai mắt cho tôi trong việc tìm mua thú rừng. Là giáo viên nên tiền lương chẳng bao nhiêu. Có bao nhiêu tiền tôi dồn hết vào mua thú. Có lần học sinh bảo trên Mường Lượm có nhà nuôi con cầy hương hay lắm. Họ nuôi như nuôi chó trong nhà, thả rong, chủ đi đâu con cầy cũng chạy theo. Lúc thường thì nó nằm ở một ngăn trong cái chạn. Nghe vậy tôi khoái lắm, lên ngay Mường Lượm xem. Đến nơi thấy đúng thật như vậy, con cầy này rất khôn. Khi chủ nhà muốn giới thiệu với khách, chỉ cần gọi là nó chạy ra, lăn lộn chơi đùa, cắn tai trêu khách. Nó cắn đùa thôi chứ không cắn thật. Sau này tôi nuôi mấy con, bị mấy cái cắn thật của loài này mới hiểu. Con cầy này rất đẹp, lại thông minh, nên tôi khoái lắm, quyết về mua mấy con nuôi chơi. Nghe chủ nhà bảo, phải nuôi từ lúc nhỏ thì cầy nó mới quen. Nên tôi cũng tìm bắt con nhỏ. Thời gian sau, tôi mua được 2 con cầy nhỏ, lại thêm 1 con cầy to bằng con chó lớn. Nghĩ tới cảnh thả chúng chạy rong, tôi rất khoái. Nuôi mấy hôm, tôi bị cắn mấy phát, chảy máu rất đau. Răng nó sắc như dao. Học sinh của tôi đến chơi, cũng có vài em thò tay trêu bọn cầy và bị cắn. Một thời gian sau, thấy nó không cắn mình nữa, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện thả. Tôi thả 2 con nhỏ trước. Lúc đầu chúng nó quanh quẩn bên lòng, tôi bèn kể nó. Thế là cả 2 con chuồn luôn. Tôi bỏ mấy quả chuối quanh lòng dụ nó về, nhưng bọn nó chỉ về ăn chuối, ăn xong lại lặn mất tăm. Nhiều người gợi ý tôi quay lưới mà bắt, rồi thịt mà ăn đi thôi, nhưng tôi nuôi để chơi, bảo thịt thì thà đem thả cho xong. Được một thời gian, đến chuối bọn chúng cũng chẳng thèm ăn, không biết lặn mất tăm đi đằng nào. Bác chủ nhà cáo tôi lắm, phàn nàn luôn, vì bác ấy thích cho chúng vào nồi. Một dạo có người tên Chiền Khôi tới chỗ tôi trọ, bảo mới lên rẫy bắt được con khỉ. Biết tôi hay mua nên muốn bán cho tôi. Tôi liền theo người đó lên nhà họ ở Chiền Khôi xem. Thấy đó là một con cu ly lớn. Loại này nhìn tương đối giống loại cu ly nhỏ, nhưng nó to hơn. Loại lớn có trong sách đỏ, còn loại nhỏ thì không. Tôi mua con này. Nuôi một thời gian sau, thấy nó cứ vạch lòng muốn trốn đi. Hở chút thôi là chạy mất tiêu. Lại gầy tợp đi, tôi xót quá, nghĩ tới chuyện thả. Trước đây tôi cũng thường thả chim. Lúc thả, chưa biết đó gọi là phóng sinh, chỉ là thấy họ bán mấy con chim đẹp thì mua về. Lúc ngắm chơi, lại nhìn thấy mấy con chim trong lòng của mình nhảy loạn xạ lên khi thấy bọn chim ở ngoài bay hót, nên thấy tội nghiệp mà thả thôi. Cứ mua lại thả, thả xong lại mua. Lần này định thả con cu ly lớn, tôi nghĩ mãi vì tôi tiếc con này. Tuy nhiên, khi nghĩ kỹ, tôi quyết định không chỉ thả con cu ly lớn đang gầy yếu mà thả hết luôn số động vật tôi đang nuôi. Vì tôi nghĩ, con này nó buồn quá mà gầy gò như vậy. Những con khác tuy không gầy nhưng chắc gì đã muốn tôi nuôi chúng. Thế là tôi đem thả hết, cả con cầy to tướng kia cũng thả luôn. Vì muốn giáo dục học sinh nên hôm thả, tôi gọi mấy em học sinh hay đến chỗ tôi chơi đi thả cùng. Chúng tôi mang thú lên Chiền Khôi, mang vào tận rừng thả. Lúc ở nhà, có lần con cu ly đó sổng chuồng, nó chạy rất nhanh,
khác hẳn kiểu lười biếng chậm chạp, cả ngày không nhúc nhích khi bị nhốt. Lần nó sổng tôi phải vất vả lắm, lại có nhiều người quay mới bắt lại được. Vậy mà lần này thả hẳn, dốc nó ở trong bao ra, không biết nó vì lâu mới nhìn thấy rừng, hay là biết được thả luôn mà cứ ngẩn ra không chịu chạy, cứ nhìn rừng phía trước rồi lại ngoảnh đầu nhìn tôi như không tin. Sợ nó cứ lười biếng không đi, nằm ngay ven rừng bị người ta bắt lại, nên tôi đặt nó lên một cành cây, lại rung rung cành cây để đuổi cho nó chạy. Vậy mà nó không chạy, khác hẳn khi trước, hở ra là bò đi vung vút. Nó ngoảnh đầu hẳn lại nhìn tôi, ánh mắt rất cảm kích. Thú thật là mắt của nó vốn to, bình thường chẳng thấy gì biểu cảm ngoài vẻ buồn bã lười biếng. Thế mà lúc đó, từ mắt nó tôi thấy sự cảm kích thật sự. Tôi chưa từng thấy ánh mắt của con người nào thể hiện được sự cảm kích như vậy, kể cả trên phim. Tôi cứ đập cành cây và nó cứ nhìn tôi. Một lúc rồi nó cũng ngoảnh đầu lại, bò đi. Sau hôm đó về, tôi nhớ mãi ánh mắt của nó. Đó là ánh mắt cả đời tôi không sao quên được. Sau này tôi có kể cho nhiều người nghe, nhưng không ai tin cả. Họ cứ bảo tôi nghĩ quá. Chỉ có học sinh đi cùng tôi lúc đó là công nhận ánh mắt lạ. Và trên đường về, các em ít nói hơn, không ồn ào như khi đi. Một điều lạ nữa là một thời gian ngắn sau khi thả con cu ly đó cùng mấy con thú khác, tôi được chuyển công tác từ Yên Châu về Hà Nội. Trước đó đã có nhiều lần gia đình tôi xin cho tôi chuyển công tác vì không muốn tôi ở vùng hẻo lánh đó mãi, mà chuyển không được. Anh chị tôi quan hệ rất rộng và thương em nên cũng rất để ý đến việc chuyển vùng của tôi. Có lần mấy người anh kết nghĩa của anh tôi biết chuyện, họ khẳng định sẽ xin được chuyển vùng cho tôi. Họ rất có địa vị trong xã hội, là những người có uy tín, nói được, làm được. Vậy mà cuối cùng, hết năm ấy, các anh ấy vẫn không xin được. Có lần tôi đang trên đường, chị tôi gọi điện báo năm sau tôi sẽ được chuyển vùng. Giọng chị mừng lắm. Chị là một người tuyệt vời, rất thương các em và hào phóng còn hơn cả con trai. Từ nhỏ, chị đã luôn chăm chỉ và lo cho các em từng chút một. Chị nói chị xin cho họ hàng một người có địa vị trong ngành giáo dục chuyển xuống Hà Nội. Lúc đó chị tôi công tác ở Hà Nội và cũng rất có quan hệ. Người kia hứa sẽ chuyển vùng được cho tôi, coi như đổi nhau. Vậy mà hết năm đó, chị chuyển cho họ hàng người kia được rồi, mà người kia vẫn không chuyển được cho tôi. Mấy lần đó đều là có người uy tín và địa vị hứa, tưởng chắc như đinh đóng cột, vậy mà cuối cùng đều xảy ra trắc trở bất ngờ. Những trắc trở đó họ cũng nói lại và quả thật là trắc trở bất ngờ đó có thật. Rất dễ xác minh, không phải họ bị ra. Cuối cùng, kết quả là tôi vẫn không được chuyển vùng. Vậy mà như tôi đã nói, sau một thời gian ngắn thả bọn thú rừng tôi nuôi nhốt thì tôi chuyển vùng được. Điều đặc biệt là lần này chẳng có ai hứa giúp cả, chuyển rất tự nhiên. Anh rể tôi ngồi chơi điện tử trên mạng, thế nào lại nhớ đến việc của tôi, liền vào một tuyển người gì đó ở trên mạng. Thấy một trường tuyển giáo viên, thế là gọi tôi bảo đến thử xem. Lúc đó đang hè, tôi và chị tôi đi đến đó. Trường đó lại vừa tuyển được giáo viên xong, hai chị em lại tiêu nghỉu đi về. Mấy hôm sau, tự nhiên có người gọi điện bảo đến thử việc. Hóa ra, trường kia tuy có người rồi, nhưng chị hiệu trưởng trường đó chơi thân với hiệu trưởng các trường khác. Sau khi chúng tôi ra về, tuy không nói gì, nhưng chị lại gọi điện giới thiệu tôi cho cô hiệu trưởng trường tôi đang công tác bây giờ. Thế là họ gọi tôi đến thử việc. Hôm đầu tiên tới, họ chỉ nói chuyện chứ chưa thử việc ngay. Họ hẹn hôm sau tôi tới giải thử một bài hát mà họ quy định cho các em. Hôm sau tôi đến giải thử, họ tập trung học sinh toàn trường lên sân và tôi dạy một bài hát. Lúc xuống họ quyết định nhận ngay. Thế là tôi chuyển vùng được. Lúc đó tôi chỉ thấy mình gặp may mà không nghĩ gì đến con cu ly kia cả. Nhưng sau này tôi học Phật thì biết luật nhân quả. Tôi nghĩ lúc trước mình xin chuyển không được, có lẽ do mình đang nhốt rất nhiều thú. Lũ thú bị nhốt trong lòng nó cũng giống tôi, bị bó thân trong một vùng nhỏ hẹp. Tôi nhốt chúng là tôi gây nhân xấu thì tôi cũng bị bó ở đó, phải chịu quả xấu. Dù có những người có địa vị, có thế lực xin cho tôi thì tôi cũng không. Chuyện về con dê. Người Phật tử tại gia phải giữ gìn năm giới, trong đó giới đầu tiên là không sát sinh.
Đức Phật đặt giới này trước bốn giới còn lại, vì so với các tội khác, tội sát sinh là nặng nhất. Người nào phạm vào tội này sẽ bị quả báo vô cùng thê thảm, thậm chí phải đọa xuống địa ngục vô gián, chịu đau khổ cùng cực trong nhiều kiếp. Hôm nay, tôi sẽ kể một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong kinh điển nhà Phật, để quý Phật tử lấy đó làm bài học cho bản thân mình. Vì hiện đang là năm Ất Mùi 2015, tức năm con dê, nên đầu tiên tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến con dê. Chuyện về con dê. Trong kinh Tiểu Bộ 4, chương 1, Phẩm Giới, phần 18, chuyện đồ ăn cúng cho người chết, chép rằng: Một hôm, các đệ tử đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy nhiều người giết hại sinh mạng của các loài hữu tình để cúng cho những vong linh như vậy, có được hạnh phúc hay lợi ích nào không? Đức Phật trả lời: Không, sát sinh để cúng cho những người đã chết không được lợi ích gì cả. Tiếp đó, Đức Phật kể một câu chuyện tiền thân thời quá khứ. Có vị bà La Môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết. Trước khi giết, ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ nó. Các đệ tử làm y như lời thầy dạy. Khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê trở về nhà làm thịt, tự nhiên nó cười rất lớn. Sau khi cười một lát, nó lại khóc rất to. Họ hết sức ngạc nhiên hỏi nó: Tại sao mày cười rồi lại khóc? Con dê trả lời: Tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông. Họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho thầy của họ nghe. Sau khi nghe xong, vị bà La Môn hỏi con dê: Tại sao mày lại cười? Con dê trả lời: Trong tiền kiếp, tôi cũng là một vị bà La Môn thông thuộc kinh Vệ Đà giống như ông. Tôi đã giết một con dê để cúng cho người chết. Sau đó tôi bị đọa làm dê 500 kiếp và kiếp này là kiếp cuối cùng. Khi biết hôm nay mình được thoát khỏi quả báo làm dê, tôi cười vì quá vui mừng. Vị bà La Môn hỏi tiếp: Vậy tại sao mày lại khóc? Con dê trả lời: Bản thân tôi trong quá khứ chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải chịu 500 kiếp làm dê và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Nay ông giết tôi, trong tương lai ông cũng sẽ làm dê và bị chặt đầu chết trong 500 kiếp. Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó nên tôi khóc. Khi nghe như vậy, vị bà La Môn rất sợ hãi, rợn cả tóc gáy. Ông nói: Thôi, tao tha cho mày, không giết mày nữa. Con dê nói: Xin cảm ơn ông, nhưng nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả. Dầu ông có giết tôi hay không, hôm nay tôi cũng phải chết. Vị bà La Môn bảo: Không sao đâu, tao bảo đảm cho mày, tao sẽ đi theo bảo vệ mày. Sau đó, vị bà La Môn thả con dê ra và cùng với các đệ tử đi theo bảo vệ nó, không để ai bắt giết chặt đầu nó. Khi vào rừng, con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá. Khi nó đang vươn cổ ra ăn cỏ, chợt sét nổi lên đánh trúng vào lưng tảng đá. Một mảng đá bị đánh vỡ, rơi ngay trên cổ con dê, chặt đứt đầu, khiến nó chết tại chỗ. Ông thầy bà La Môn báo tin cho tất cả hàng xóm và những người ở gần đó biết. Họ kéo đến xem và tận mắt chứng kiến một sự thật vô cùng đáng sợ. Từ đó trở đi, nhiều người không dám giết hại sinh vật để cúng tế nữa. Đó là câu chuyện thứ nhất về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết heo. Tiếp theo, tôi sẽ kể một câu chuyện trong tích truyện Pháp Cú tập 1, phẩm 1, song yếu. Phần 10. Cung gia, đồ tể mổ heo. Có một ông tên là Cung gia, làm nghề giết heo hơn 50 năm. Mỗi lần giết heo, ông lấy cái chài đập lên mình con heo, cho thịt nó sưng lên và mềm đi. Xong, ông banh hàm con heo, đặt vào miệng nó một cái nêm nhỏ,
rồi rót nước sôi vào bụng nó để súc ruột. Bao nhiêu phân dơ được tống ra bên ngoài hết. Tiếp tục, ông đổ nước sôi lên mình con heo cho lột da, rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Sau đó, ông chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm, hứng máu phun ra vào đĩa, bôi máu hứng được lên mình heo, rồi quay chính nó. Cuối cùng, ông cùng vợ ngồi ăn thịt heo quay, phần thịt còn lại mang đi bán. Trong hơn 50 năm, ông đều giết heo như thế. Quả báo là lúc sắp chết, ông rống lên en ét và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng 7 ngày. Thân quyến của ông vô cùng kinh hãi, họ chặn hết các cửa, nhốt ông trong nhà, không để bò ra bên ngoài. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà cô ba, nghe tiếng en ét ồn ào, chỉ nghĩ là tiếng của những con heo. Họ đi về tỉnh xá, ngồi một bên Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa nhà đồ tể Cung Đa đóng kín và ngày nào cũng giết heo, chắc chắn ông ta định làm việc chiêu đãi. Thế Tôn nghĩ xem, bao nhiêu là heo bị giết, hiển nhiên ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Từ trước tới giờ, chúng con chưa thấy ai độc ác như thế. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục vô gián đã hiện hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la en ét như một con heo. Hôm nay, ông ta sẽ chết và bị đọa vào địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ hai về quả báo của việc sát sinh. Chuyện người giết bò. Câu chuyện thứ ba chép trong Tích Truyện Pháp Cú, tập 3, quyển 18, Cấu Uế, phần 1. Người đồ tể và đứa con trai. Chuyện kể về một người đồ tể giết bò. Ông này làm nghề đồ tể cũng đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò đem bán như thế, ông đều để lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình ăn. Một hôm, sau khi bán hết thịt, chỉ còn chừa lại một miếng ngon nhất, ông đưa cho vợ để nấu bữa cơm chiều, rồi đi ra ao tắm. Lúc ông đi tắm, một người bạn của ông vì nhà có khách nên chạy qua nhà ông mua thịt về làm thức ăn đãi khách. Bà vợ ông nói rằng: Bây giờ thịt đã bán hết rồi, chỉ còn một miếng chồng tôi để lại ăn buổi chiều hôm nay, nên không thể bán cho anh được. Khi nghe như thế, người bạn nghĩ: Nếu đã hết thịt bán, chỉ còn lại thịt dành riêng cho buổi chiều, và ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt, chắc gì ông ấy chịu bán miếng thịt đó cho mình. Và người này để tiền lại rồi tự động lấy miếng thịt đi. Bà vợ thấy vậy cũng không biết làm sao ngăn cản được. Ông chồng tắm xong lên, bà vợ sắp cơm cho ăn. Nhìn mâm cơm chỉ có rau cải, không có thịt bò. Ông hỏi: Tôi đưa cho bà miếng thịt để làm cơm chiều, vậy miếng thịt đâu rồi? Bà vợ kể đầu đuôi câu chuyện cho ông chồng nghe. Sau khi nghe xong, ông nói: Không có thịt thì dứt khoát tôi không ăn. Dù bà vợ năn nỉ thế nào, ông cũng kiên quyết bắt bà dẹp mâm cơm đi, vì phải có thịt ông mới ăn được. Ông cầm con dao đi ra ngoài, tới chỗ một con bò đang bị cột gần nhà, thò tay vào miệng lôi lưỡi của nó ra, dùng dao cắt đứt cái lưỡi, rồi xách trở vô nhà, bỏ mặc con bò rống lên trong đau đớn. Vào nhà, ông nướng cái lưỡi bò trên lò than, xong ăn nó với cơm. Khi vừa cắn một miếng lưỡi bò để ăn, không hiểu vì sao lưỡi của ông đứt làm đôi và rớt xuống đĩa cơm. Đúng lúc đó, ông nhận hình phạt cho nghiệp ác mà ông đã gây ra. Máu tuôn thành dòng từ miệng, ông bò quanh sân nhà, đau đớn rống lên như con bò bị cắt lưỡi. Một lát sau, ông chết và bị đọa xuống địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ ba về quả báo của việc sát sinh. Câu chuyện người thợ săn. Câu chuyện thứ tư nằm trong Kinh Tiểu Bộ 5, chương 2, Phẩm Cà Sà Va, phần 222. Chuyện con khỉ Cù La Na Di Gia.
kể về một thanh niên chuyên làm nghề săn bắn. Một hôm, anh vào rừng đi săn, nhưng không được một con thú nào. Trên đường trở về nhà, nhìn thấy một cây bàn rất to gần cuối cánh rừng. Anh đi đến chỗ cây bàn đó với hy vọng tìm được con vật gì ở đấy. Trên cây bàn lúc đó có hai anh em nhà khỉ đang sống cùng một con khỉ mẹ bị mù. Hai con khỉ con này rất thương mẹ. Hằng ngày, chúng đi tìm trái cây về đút cho mẹ ăn. Khi người thợ săn đi đến, thì hai khỉ con đang đút thức ăn cho khỉ mẹ. Thấy người thợ săn lại gần, không kịp đưa mẹ mình đi, nên hai khỉ con đành để mẹ ngồi đó, rồi núp giữa các cành cây. Người thợ săn đến dưới gốc cây, nhìn lên và phát hiện ra khỉ mẹ, liền giương cung lên định bắn. Con khỉ anh vì thương mẹ nên đi ra van xin người thợ săn đừng giết mẹ nó, mà hãy giết nó để thay thế. Người thợ săn liền dùng tên bắn con khỉ anh rớt xuống. Sau đó, anh giương cung định bắn tiếp khỉ mẹ. Con khỉ em thấy vậy vì thương mẹ, cũng đi ra van xin anh đừng giết khỉ mẹ và chịu chết thay cho mẹ mình. Người thợ săn độc ác, giương cung bắn con khỉ em rớt xuống, rồi tiếp tục bắn chết luôn con khỉ mẹ. Anh gom ba xác khỉ lại, bỏ chúng vào một cái giỏ gánh về. Trong lúc ấy, sấm sét nổi lên, đánh xuống nhà người thợ săn độc ác, thiêu cháy vợ con và cả căn nhà. Khi anh về đến cổng làng, một người chạy đến báo tin ấy cho anh biết. Quá xấu hổ vì mất vợ mất con, anh quăng đòn gánh, thịt, cây cung, bỏ cả quần áo trần truồng, khuơ tay khóc than đi vào nhà. Khi ấy, một cây cột nhà bị gãy, rơi xuống và đánh vỡ đầu anh. Anh chết ngay tại chỗ và đọa vào địa ngục vô gián. Đó là câu chuyện thứ tư về quả báo của việc sát sinh. Chuyện Người Bẫy Chim. Cuối cùng là câu chuyện thứ năm, được chép trong tích truyện Pháp Cú tập 1, phẩm 2, tâm phần 7, vì bạo ác nổi mụn nhọt. Một vị tỳ kheo tên là Tissa bị mụn nhọt nổi lên khắp người. Lúc đầu chúng chỉ bằng hạt cải, sau to dần lên thành hạt đậu tây, đậu Hà Lan, rồi hạt táo. Cuối cùng chúng vỡ ra khiến toàn thân thầy bị lở loét, vết lở ăn vào tới xương, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Các thầy tỳ kheo ở trong tinh xá lúc đầu cũng thương và chăm sóc cho thầy rất cẩn thận, nhưng sau do hôi thối quá không ai chịu nổi nên đành bỏ mặc. Biết được chuyện này, Đức Phật đến an ủi thầy Tissa và chính tay ngài lấy nước ấm tắm rửa cho thầy rất sạch sẽ. Làm xong, ngài đọc cho thầy nghe một bài kệ. Cuối bài kệ, thầy chứng quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Như vậy, tuy bệnh tật dày vò đau đớn, nhưng lúc nào thầy Tissa cũng chánh niệm, tỉnh giác, tinh tấn tu tập, và đến khi gần qua đời thì chứng được quả A-la-hán. Sau khi thầy nhập Niết Bàn, các thầy tỳ kheo thắc mắc hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao thầy Tissa lại bị căn bệnh hiểm nghèo như thế? Và nguyên nhân nào mà thầy ấy trước khi chết lại chứng được quả A-la-hán? Đức Phật liền kể chuyện tiền kiếp của thầy Tissa cho đại chúng nghe. Đời quá khứ, thầy Tissa là người bẫy chim. Mỗi lần đi bẫy, ông bắt được rất nhiều chim, đa số mang bán hoặc mang vào hoàng cung. Nếu giết chim và cất giữ quá lâu không đem bán, thì thịt chim sẽ hư thối. Và để giữ chim khỏi bay mất, ông thường bẻ xương chân và xương cánh của chúng, dồn đóng lại một chỗ để ngày hôm sau giết đem đi bán. Một hôm, có vị A-la-hán dừng chân trước cửa nhà ông khất thực. Ông bỗng thấy lòng thanh thản và phát tâm dâng cúng thức ăn lên cho vị A-la-hán đó. Ông đỡ bình bát, bỏ đầy những món ăn thơm ngon, năm vóc gieo xuống đất, đảnh lễ và thưa: Tôn giả, xin cho con được vào quả vị cao nhất mà ngài đã chứng. Vị A-la-hán hồi hướng công đức cho ông sẽ được như vậy. Nhờ công đức cúng dường đó nên kiếp này ông được xuất gia và chứng quả A-la-hán. Nhưng vì tạo nghiệp sát sinh, nhất là bẻ cánh và chân chim,
nên kiếp này ông bị quả báo lở loét khắp người, đau đớn đến tận xương tủy. Phân loại quả báo. Bây giờ qua năm câu chuyện này, chúng ta hãy thử phân loại các quả báo về sát sinh. Thứ nhất là quả báo hiện đời, nghĩa là chúng ta làm một việc gì thì quả báo sẽ diễn ra ngay sau đó, hoặc ngay trong đời này. Giống như chúng ta ném một quả banh vào tường, mình ném càng mạnh thì nó dội lại mình càng đau. Trong năm câu chuyện trên, chuyện nào là quả báo hiện đời? Một là chuyện người đồ tể giết heo. Chúng ta thấy rõ quả báo của ông ta là bị chết một cách đau đớn, la hét, bò lê bốn chân giống như con heo ngay trong đời này. Hai là chuyện người cắt lưỡi bò. Sau hành động độc ác đó không lâu, lưỡi của ông cũng bị đứt làm đôi. Ba là chuyện người thợ săn giết hại cả gia đình khỉ. Lúc trở về, anh bị cây cột nhà rơi vào đầu mà chết. Sau khi chết, đọa thẳng xuống địa ngục vô gián. Đó là quả báo hiện đời, quả báo trước mắt. Thứ hai là quả báo đời sau, nghĩa là chúng ta làm việc gì trong đời này, phải đến đời sau quả báo mới xuất hiện. Câu chuyện vị tỳ kheo đời trước giết chim, bẻ cánh và chân chim. Đời nay bị quả báo ung nhọt đầy mình, lở loét tới tận xương tủy, chịu bao đau đớn, thuộc về loại quả báo đời sau. Thứ ba là quả báo không những đời sau mà nhiều đời sau nữa. Câu chuyện ông Bà La Môn giết dê để cúng tế, sau đó bị đọa làm dê tới 500 kiếp là một ví dụ sinh động cho loại quả báo này. Trong năm câu chuyện về quả báo sát sinh vừa nghe, chúng ta thấy có khi nhân quả giống nhau, cũng có khi nhân quả khác nhau. Nhân nào quả nấy, đó là nhân quả giống nhau. Ví dụ như chúng ta trồng dưa thì ra dưa, chứ không thể trồng dưa mà ra cà. Hay chúng ta trồng ớt, ra ớt, chứ không thể trồng ớt mà ra dưa leo. Câu chuyện về con dê kể trên thuộc loại nhân quả giống nhau. Kiếp trước ông Bà La Môn chặt đầu dê, 500 kiếp sau ông phải làm dê và kiếp nào cũng chết vì bị chặt đầu. Còn nhân quả khác nhau, nghĩa là quả báo không hoàn toàn giống với nghiệp nhân đã gây ra. Ví dụ như kiếp này mình đập đầu bò, nhưng khi chết mình không làm bò mà được trở lại làm người. Tuy nhiên mình bị bệnh đau đầu hoặc ung thư não. Cả đời mình sống trong đau đớn, giống như nỗi đau mà con bò bị đập đầu phải chịu. Hoặc như khi vai người ta một dạ lúa hay một lượng vàng, nếu như không có lúa, có vàng để trả, thì mình trả bằng tiền, bằng đô la. Hoặc như mình mượn người ta chiếc xe cúp hay xe quay rồi chẳng may làm mất. Nếu không có xe, thì mình đền bằng tiền với giá trị tương đương. Cho nên, không nhất thiết là nhân và quả phải giống nhau. Có những trường hợp nhân và quả khác nhau, song giá trị vai trả là tương đương như nhau. Câu chuyện vị thầy tỳ kheo giết chim, bẻ cánh và chân chim kể trên thuộc loại nhân quả khác nhau. Ông không bị đọa làm chim mà sinh lại làm người. Tuy nhiên, khi làm người, ông bị quả báo ung nhọt khắp thân, lở loét hôi thối, đau đớn vô cùng. Nguyên nhân sát sinh. Cũng qua năm câu chuyện về quả báo sát sinh mà tôi đã kể, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lý do vì sao người ta lại giết hại động vật. Thứ nhất là giết để cúng người chết. Xin hỏi quý vị, người đã chết rồi, chúng ta cúng, họ có ăn được không? Chắc chắn là không. Không tin, quý vị cứ về để mâm cơm lên cúng người chết, xem là còn hay hết. Nếu như cúng mâm cơm, lát sau còn một nửa, thì đúng là người chết ăn được. Nhưng trên thực tế, mâm cơm chúng ta cúng vẫn còn nguyên, và sau đó chính chúng ta ăn, chứ người chết có ăn đâu. Mang tiếng cúng cho người chết, nhưng thực chất toàn là người sống ăn. Còn ai muốn cúng cho người chết, thì tôi đề nghị là đốt hết thức ăn thành tro. Quý vị có dám đốt không? Chắc là không, vì đốt rồi không ăn được nữa. Có một câu chuyện trong kinh Tiểu Bộ 6, chương 5, phẩm 5 bài kệ, phần 352. Chuyện chàng Su Chà Ta,
như sau. Một người con thấy cha khóc cúng cho ông nội đã chết của anh. Vì hiểu Phật Pháp nên anh muốn can ngăn cha, nhưng nói thế nào cha cũng không nghe. Tối ngày, người cha khóc thương rồi nấu thức ăn dâng lên cho ông nội. Người con tìm đủ mọi cách để chuyển hóa cha mình bớt nhớ, bớt thương và không cúng bái như thế nữa. Một hôm, người con đi ngoài đường thấy có một con bò chết. Anh suy nghĩ đây có thể là cơ hội để thức tỉnh cha mình. Thế là anh mang cỏ đến chỗ con bò đang nằm và gọi liên hồi. Bò ơi, dậy ăn cỏ đi! Bò ơi, dậy ăn cỏ đi! Khi đó, những người hàng xóm thấy vậy chạy về báo cho cha của anh biết. Họ nói rằng, ông ơi, con của ông bị thần kinh rồi kìa. Người cha nói, con tôi khỏe mạnh lắm mà, có bị thần kinh gì đâu. Nó bị thần kinh rồi, thấy nó cứ cầm cỏ gọi con bò dậy ăn, trong khi con bò đã chết rồi. Nghe xong, người cha rất giận, ông nghĩ, sao cái thằng này khùng như thế, con bò chết rồi mà còn mang cỏ cho nó ăn. Thế là người cha đi ra chỗ đứa con, ông nói, con làm gì lạ vậy, con bò nằm chết như vậy rồi, mà đưa cỏ cho nó thì làm sao nó ăn được. Lúc đó, người con mừng thầm, anh nói, thưa cha, con bò chết, xác nó còn đây, mà con cho cỏ nó không ăn được. Vậy người chết đã đem chôn rồi mà còn khóc, còn cúng cho họ thì làm sao họ ăn được? Người cha tỉnh ngộ, từ đó ông không khóc cúng cho ông nội nữa. Cổ nhân có câu nói rất hay, sống không cho ăn, chết làm văn cúng ruồi. Đôi khi vì lòng thương hoặc vì tưởng nhớ đến người đã mất nên chúng ta cúng, đó là tấm lòng. Nhưng nếu là người học Phật, chúng ta không nên giết con này con kia để cúng cho người chết. Đức Phật dạy rằng, sau khi chết, người ta đi luân hồi trong sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Nếu người chết đã tái sinh làm người, làm thú, đọa địa ngục hay lên cõi trời, thân nhân có cúng thì họ cũng không ăn được. Như vậy, chúng ta phải hiểu cho đúng. Cúng là để tưởng nhớ người chết, không phải cúng để người chết ăn. Là người học Phật, nếu cúng cho ông bà, cha mẹ, chúng ta làm mâm cơm chay là được rồi, không nhất thiết phải sát sinh, hại vật để cúng. Nếu cúng mặn, bản thân chúng ta mang tội sát sinh mà ông bà, cha mẹ đã quá vãng cũng không ăn, không hưởng được gì. Thứ hai là giết để bán. Có những người mưu sinh bằng cách giết heo, bò, gà, vịt, vân vân, đem bán lấy tiền. Đây được gọi là nghề sát sinh hay nghề đồ tể. Quả báo sát sinh rất nặng, những người làm nghề đồ tể sớm muộn gì cũng phải gánh chịu khổ đau cùng cực. Trên cuộc đời này có rất nhiều nghề, người Phật tử nên chọn cho mình một nghề nào đó không phải sát sinh. Mạng sống là quý, cắt đứt mạng sống là tội ác. Nếu chúng ta không giết hại mà còn phóng sinh thì sẽ có công đức rất lớn. Ngược lại, nếu sát sinh, chúng ta sẽ bị quả báo vô cùng khủng khiếp về sau. Như ông thầy Bà La Môn trong câu chuyện thứ nhất, chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải làm dê tận 500 kiếp. Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta sát sinh thì quả báo của mình trước nhất là địa ngục, sau đó là ngạ quỷ, tiếp đến là súc sinh. Quý vị thử nghĩ xem, nếu một đời làm nghề sát sinh thì mình sẽ bị đọa vào ba đường ác như thế trong bao nhiêu kiếp. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Làm nghề sát sinh giàu lắm, lợi lắm, được no bụng đấy, được sung sướng đấy. Nhưng sau khi từ giã cõi đời, quý vị sẽ phải chịu đau khổ trong nhiều kiếp. Như vậy, chúng ta phải cân nhắc nghề nghiệp nuôi sống bản thân mình, không vì lợi ích nhỏ bé trước mắt mà gây tai hại to lớn về sau. Đức Phật đã dạy chúng ta phải chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chánh, tránh làm nghề sát sinh. Người đời không hiểu, người ta làm, còn chúng ta là con Phật thì phải tìm nghề nào lương thiện, tốt đẹp, không hại mình, hại người. Nói cách khác, nếu chúng ta là người có trí tuệ và lòng từ bi thì không thể làm nghề sát sinh.
Đó là chưa kể những người làm nghề này cũng chỉ được đời cha, đến đời con, đời cháu sẽ tàn rụi, không phát lên nổi. Người xưa có những câu nói rất hay. Ông cha kiếp trước héo tu, bây giờ con cháu vọng dù nghênh ngang. Và ngược lại là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Theo nghĩa câu nói thứ hai, nếu người cha làm nghề sát sinh thì người con sẽ chịu quả báo. Như vậy là không phù hợp với nhân quả. Vì giáo lý nhân quả dạy rằng ai ăn nấy no, ai làm nấy chịu, sao ở đây người cha làm mà người con phải chịu? Thực ra, điều này cũng là nhân quả. Bởi vì người cha làm ác, chuyên sát sinh, hại vật, nên con của ông ta cũng là người ác đầu thai. Cùng là người ác, nên nó bị chung quả báo với cha mình, chứ không phải cha làm mà con chịu. Có chăng cũng chỉ bị ảnh hưởng phần nào thôi. Ví dụ như, người cha đi ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo, làm nghề bất chính, bị đời người khinh chê, bị bắt giam, xử phạt, thì vợ con ở nhà tuy không chịu quả báo như vậy, nhưng sẽ cảm thấy rất tủi nhục. Ngoài ra, khi chúng ta làm nghề sát sinh, chính hành động giết hại hàng ngày đó huân tập vào trong tâm thức của mình và biến mình thành người ác, người hung dữ, người dã man, không những đời này mà cả đời sau. Tục ngữ có câu, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Chúng ta làm cái gì rồi cũng thành quen, cho nên chúng ta đừng huân tập hạt giống sát sinh, bởi vì những hành động giết hại đó sẽ trở thành thói quen và rất khó để sửa đổi. Cũng chính những thói quen này tạo thành nghiệp, trong tương lai dẫn dắt chúng ta trở thành người hung ác, có thể giết người không gớm tay. Do vậy, khi làm một nghề gì để sinh sống, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng chỉ vì cái lợi trước mắt, đặc biệt là nghề sát sinh. Cho dù nghề này có lời nhiều, một ngày có thể lời 5 triệu, 10 triệu hay 20 triệu, chúng ta cũng không nên tham lam, vì nếu làm nghề này thì kiếp sau chúng ta sẽ bị đọa vào những cảnh giới đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần hiện tại. Thứ ba là giết để ăn. Con người chúng ta ăn để sống, không phải sống để ăn. Con người có đường ruột dài giống các loài thực vật như khỉ, bò, trâu, dê, cừu, v.v. Cho nên thức ăn phù hợp với cấu tạo cơ thể con người không phải là thịt động vật mà là rau, củ, quả. Chỉ vì từ nhỏ cha mẹ cho ăn thịt cá quen rồi, bây giờ không có những thứ đó, chúng ta ăn cơm không được. Còn nếu ăn chay từ nhỏ, thì lớn lên chúng ta vẫn ăn chay bình thường, không có gì trở ngại cả. Chúng ta ăn chay quen rồi, thì khi ngửi mùi thịt cá sẽ thấy không thể nào chịu nổi, chẳng qua cũng chỉ là do thói quen. Những người xuất gia, chẳng hạn như tôi, hơn 40 năm ăn chay, vẫn thấy khỏe mạnh bình thường. Trong rau, củ, quả đều đã có đầy đủ chất bổ dưỡng. Đôi khi ngồi suy nghĩ cũng thấy lạ. Con bò, con trâu, con ngựa, con voi chỉ ăn cỏ thôi, thế mà chúng rất khỏe mạnh. Còn con người chúng ta ăn đủ thứ mà hết bệnh này đến bệnh kia. Có nhiều người nói ăn chay bị mất máu hay đau ốm, da xanh xao. Tôi hỏi lại quý vị, ăn mặn có bị bệnh không? Quý vị thử vào bệnh viện xem những người bệnh ở đó ăn chay hay là ăn mặn. Quý vị cứ bảo ăn chay bị bệnh, mà sao ở bệnh viện lại toàn là người ăn mặn không thôi? Bệnh tật là do nghiệp của mình. Chúng ta không nên nói ăn chay bị bệnh, còn ăn mặn thì không. Chính ăn mặn mới là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh tật. Bây giờ khi ăn thịt, quý vị phải nghĩ như thế này. Mình muốn sống mà lại lấy mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình. Như vậy có từ bi, công bằng và hợp lý không? Quý vị thử tưởng tượng xem, lúc ăn một miếng thịt vào miệng, mình cảm thấy ngon, nhưng sau khi nuốt vào bụng rồi, lỡ như có vấn đề gì đó bị ói ra, thì quý vị có dám ăn lại miếng thịt đó nữa không? Chắc chắn là không, nhìn đã thấy sợ rồi, làm sao dám ăn lại? Nếu như nó tiêu hóa thành phân, thì ngửi còn không dám, nói chi đến nhìn. Quý vị vẫn ăn thịt là vì không thấy được sự đau đớn của chúng sinh khi bị thọc huyết, đập đầu, mổ bụng,
nấu luộc chiên xào. Quý vị hãy xem lại việc ăn của mình. Chỉ ngon miệng mình một tí mà biết bao chúng sinh bị giết hại một cách đau đớn, dã man. Nỡ lòng nào quý vị ăn nuốt những miếng thịt như vậy? Quý vị phải có lòng từ, phải quán xét nhân quả, không nên ăn thịt chúng sinh nữa. Thứ tư là giết để mua vui. Tuy năm câu chuyện đã kể lúc đầu không nhắc đến nguyên nhân sát sinh này, nhưng ở đây tôi sẽ nói thêm cho đầy đủ. Vừa rồi có một lễ hội mới được phục dựng tại Phú Thọ, đó là lễ hội cầu trâu. Cầu trâu có nghĩa là đập đầu trâu. Họ chọn một con trâu khỏe mạnh, đưa nó đi tắm ở sông Hồng, sau đó dắt về đình làng làm lễ, rồi cột vào một cây cọc chôn sẵn ở giữa sân đình. Khi lễ hội bắt đầu, 12 thanh niên thay phiên nhau cầm cái vồ đập lên đầu con trâu cho đến khi nó chết thì thôi. Một hành động quá sức dã man, thế mà nó lại được tổ chức thành lễ hội để cho biết bao nhiêu người đến xem. Hằng ngày, trâu chỉ bị giết ở các lò mổ, không có người ngoài nhìn thấy. Còn ở đây, trâu bị đem ra giết ở giữa đình mà lại giết một cách vô nhân tính. Thay vì giết con trâu chết thật nhanh rồi sau đó mổ bụng banh thay nó ra cũng được, đằng này con trâu đang còn sống mà mình lấy vồ đập vào đầu cho nó chết từ từ trong đau đớn. Đây là những lễ hội của thời cổ xưa. Thời đó dân trí còn thấp kém, lạc hậu nên người ta mới làm như vậy. Bây giờ chúng ta là người văn minh, có hiểu biết, có trí tuệ, sao lại còn hành động giống như những con người cách đây cả vài ngàn năm? Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí con trâu xem như thế nào. Mình bị người ta cột vào cọc, rồi lấy vồ đập liên tục vào đầu thì có chịu nổi không? Mình có đau không? Mình có sợ không? Mình có oán thù những người đó không? Trâu là con vật rất hiền lành, nó giúp nông dân kéo cày, kéo xe. Nó là một trong những người bạn thân thiết nhất của con người. Vậy mà chúng ta lại đối xử với nó một cách dã man như thế. Chúng ta còn nói lễ hội cầu trâu là lễ hội văn hóa, không biết văn hóa ở đâu. Lễ hội dã man thì đúng hơn. Điều đáng buồn là ở Việt Nam chúng ta, nơi này nơi kia vẫn đang có những lễ hội như vậy. Trên Tây Nguyên thì có lễ hội đâm trâu. Người ta cột con trâu lại rồi cúng tế, nhảy múa xung quanh, sau đó lấy hàng chục cây lao phóng vào mình trâu cho đến khi nó chết. Có nơi còn dã man hơn nữa. Con trâu đang đứng, người ta lùa chạy rồi lấy dao chặt chân cho nó quỵ xuống, sau đó lấy giáo đâm nó tới chết. Tại Nepal vừa rồi cũng có lễ hội chặt đầu trâu. Họ gom lại một lúc hơn 6.000 con trâu và lấy đao chặt đầu của chúng. Nhìn mấy ngàn con trâu bị đứt đầu nằm đầy một bãi đất còn rộng hơn cả chùa Hưng Pháp này nữa, tôi thấy đó là một lễ hội hết sức dã man. Nhưng suy nghĩ lại, lễ hội cầu trâu hay đâm trâu ở Việt Nam chúng ta còn dã man hơn. Chặt đầu thì con trâu chết ngay lập tức, còn đập lên đầu trâu bằng vồ hay đâm vào mình trâu bằng giáo thì nó chết từ từ trong đau đớn, kêu la và oán hận. Thật quá tội nghiệp. Ngoài ra, ở Bắc Ninh hiện nay còn có lễ hội chém lợn. Vào ngày tổ chức lễ hội, người ta rước con lợn đi vòng quanh thôn, sau đó đưa về sân đình, đặt nó nằm ngửa, kéo căng bốn chân về bốn hướng, rồi một thanh niên cầm đao chặt đứt làm đôi, khiến máu tú ra lênh láng. Người dự lễ lấy tiền bôi máu lợn lên đó rồi đem về để được may mắn. Rõ ràng những lễ hội kể trên quá dã man, tàn nhẫn và phi nhân tính. Chỉ những người không có lương tri mới thích tham dự những lễ hội như vậy. Lễ hội cầu trâu, đâm trâu hay chém lợn nhằm giáo dục con người cái gì? Giáo dục con người hành hạ và giết hại chúng sinh chăng? Người có trí tuệ bản thân không tham gia và cũng không cho con cháu mình tham gia những lễ hội như vậy. Bởi vì đến xem những cảnh giết chóc man rợ như thế rất nguy hiểm. Chúng chỉ kích thích thêm các điều ác ở trong mình, chứ không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Chúng ta cần phải lên án những lễ hội như thế này, vì chúng không có tính giáo dục hướng thiện và hướng thượng.
Chúng ta là người học Phật, khi làm một việc gì cần phải suy nghĩ xem hậu quả của nó như thế nào. Chư Tổ thường nói một câu rất hay: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân nghĩa là Bồ Tát khi làm bất cứ việc gì đều cân nhắc kỹ lưỡng, vì các ngài biết nếu đã gieo nhân thì phải gặt quả. Chúng sinh sợ quả nghĩa là chúng sinh không màng nhân quả, cứ cắm đầu làm, tới chừng bị tù, bị tử hình, bị đọa địa ngục mới than trời trách đất. Chúng ta không nên làm những chúng sinh như vậy, mà phải làm Bồ Tát, phải biết sợ mình sẽ gieo nhân xấu. Khi nói hay làm một điều gì, chúng ta phải dè chừng hậu quả của nó, để mình không rơi vào tội lỗi, sa đọa và khổ đau. Nhất là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mình định ra tay sát sinh, vì bất cứ lý do nào trong bốn lý do đã trình bày ở trên, giữ gìn được giới không sát sinh, thì hiện đời và đời sau chúng ta sẽ có an lạc và hạnh phúc. Nếu chúng ta sống chánh mạng, không làm những việc sát sinh, hại vật, thì chắc chắn sẽ không bị quả báo đau khổ trong tương lai. Tóm lại, hôm nay tôi đã kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện về quả báo sát sinh trong Kinh Tiểu Bộ và Tích Truyện Pháp Cú. Quý vị hãy ghi nhớ những câu chuyện đó. Quả báo sát sinh rất nặng nề, rất đau khổ, không những kiếp này mà nhiều kiếp về sau. Do vậy, người Phật tử phải phát khởi lòng từ, phải thấy tất cả chúng sinh đều tham sống sợ chết và đều có Phật tánh giống như mình. Chúng ta hãy tôn trọng tánh linh của con vật. Thực ra, trước đây nó cũng là con người như chúng ta. Nếu chúng ta không biết tu, thì kiếp sau sẽ bị đọa làm súc sinh giống như nó. Không phải con người mãi mãi là con người, còn súc sinh mãi mãi là súc sinh. Con người có tội thì bị đọa xuống làm súc sinh. Súc sinh hết nghiệp thì được thăng lên lại làm người. Như vậy, con người và con vật bình đẳng với nhau về nhân quả. Rất mong quý Phật tử thấu hiểu điều này và sẽ không bao giờ sát sinh hại vật nữa. Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin tặng quý vị bài thơ Xin đừng sát sinh. Đau lắm người ơi, xin đừng giết tôi. Đau lắm người ơi, xin tha mạng tôi. Ôi tiếng kêu cứu muôn loài thú vật, vang mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con bị cắt cổ, con thì nhổ lông, máu hồng lai láng tiếng oán ngất trời. Nỗi khổ đớn đau hận sầu như núi, mỗi ngày qua đi hàng tỷ sinh mạng. Bị giết dã man thịt nát xương tan, từ con vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loại ơi, con người con vật, cùng một tánh linh, cùng tham muốn sống, cùng có cảm tình. Nỡ nào ra tay đập đầu mổ bụng, giết mạng chúng sinh để nuôi mạng mình. Hãy dừng sát sinh, tôn trọng sự sống, 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 trọng sự sống.